Phong Thủy Tâm Nguyên xin kính chào đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang theo dõi kênh YouTube của Kiến trúc Phong Thủy Tâm Nguyên. Và trong ngày hôm nay, trong những video mà phân tích về yếu tố về hình thế sát ngoại cảnh, thì Đức Trung sẽ chia sẻ đến các cô chú anh chị một trong những cái yếu tố sát mà chúng ta cần phải chú ý, đặc biệt là đối với những ngôi nhà mà nằm ở gần cái khu vực ngã ba. Chúng ta biết rằng là khi mà lựa chọn một cái nơi dương cơ, tức là một nơi mà chúng ta có thể cư ngụ hoặc là chúng ta tiến hành là kinh doanh, thì dĩ nhiên chúng ta luôn cố gắng là lựa chọn một cái nơi mà nó đất gọi là đất địa linh nhân kiệt, đúng không ạ? Hoặc là một cái nơi mà có cái vị trí địa lý nó hợp lý. Đặc biệt đối với những người mà làm kinh doanh thì rất phải chú trọng đến yếu tố về vị trí lựa chọn để mà chúng ta làm cửa hàng hoặc là văn phòng kinh doanh, đúng không ạ? Và cũng nhiều người suy nghĩ rằng là lựa chọn những cái khu vực mà có ngã ba hoặc là khu vực mà có cái ngã tư nhiều người qua lại thì sẽ là nơi thuận lợi để kinh doanh chẳng hạn. Và với cái suy nghĩ đấy, nếu như chúng ta mà không gắn liền với những cái kiến thức trong phong thủy nữa thì dễ dàng rơi phải cái trường hợp đó là một cái ngôi nhà nó gặp phải những yếu tố sát rất là quan trọng trong cuộc sống. Như ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta đang đứng ở một cái khu vực ngã ba. Một khu vực ngã ba mà Đức Trung cho rằng là khu vực ngã ba này nó cũng không phải là quá lớn, nhưng mà nó sẽ đủ rộng để mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay cái yếu tố hình thế sát nó sẽ như thế nào. Khi mà ở khu vực ngã ba, chúng ta sẽ thấy rằng là có một cái trục đường thẳng nó đi thẳng ở phía trước như này, và có một cái đoạn đường ngang nó sẽ vắt qua đây, tức là nó sẽ kiến tạo lên một thành hình chữ T. Như vậy chúng ta có thể thấy ngay là nếu như tốc độ cái đường luồng lưu thông của phương tiện đi lại, nó sẽ đi từ phía bên mạn này và nó sẽ cong một khúc và sau đó đi vào phía đường thẳng đây. Hay là như chúng ta thấy rằng là một chiếc xe đi từ phía đường kia và cong theo như này, tức là nó luôn vận hành theo cái lối đó, đường cong của hình chữ T khi mà gấp khúc á. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy ngay rằng là cái đường cong đấy nó sẽ tạo ra một cái yếu tố sát, đó là người ta gọi là liêm đao sát. Trong phong thủy thì cái yếu tố liêm đao sát nó sẽ gặp phải nó khi mà những cái đường cong do cái việc đó là kiến tạo cái yếu tố về đường xá đi lại, và với đường cong đấy thì khi phương tiện đi lại nó sẽ tạo ra những vệt khí đó nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những cái ngôi nhà mà có cái yếu tố đại môn, tức là yếu tố về cửa chính mà mở thẳng ra cái yếu tố về góc cong như vậy, tức là đỉnh cái góc cong mà nó chiếu thẳng vào phía đại môn, tức là cửa chính nhà chúng ta. Thì đây là một trong những cái yếu tố sát mà nó sẽ dễ gặp phải trong cái yếu tố đó là liêm đao sát. Đấy. Hoặc nếu như trong một cái trường hợp là cách cục nó rộng hơn nữa, thì đây là một trong những, nếu như cách cục mà nó rộng hơn nữa, tức là cả một cái đoạn đường cong nó rất dài và có nhiều phương tiện đi lại, và đường dài như thế thì tốc độ di chuyển của xe ô tô, xe máy thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Và nếu như cái đoạn đường cong nó rất lớn như vậy thì nó sẽ tạo một cái hình thế sát tương tự, người ta gọi là phản cung thủy sát. Đây là một trong những cái sát vô cùng nguy hiểm trong cái việc đó là ví dụ đường xá đi lại, hoặc nếu như đường sông, đường nước, mà những cái ngôi nhà hoặc là công trình mà nó nằm ở cái đoạn đỉnh cong của cái đường cong đấy thì nó gặp phải một cái thế sát đó là phản cung thủy sát. Còn đâu đối với trong cái việc là khu dân cư hoặc là đối với những khu vực ngã ba mà có cái góc cong như vậy theo hình chữ T như này, thì những ngôi nhà ở cái đỉnh góc cong đấy chiếu phải thì nó sẽ gặp phải cái hình thế sát gọi là liêm đao sát mà chúng ta tuyệt đối cần phải chú ý. Như chúng ta thấy ngay đây là một chiếc ô tô đi vào phía góc cong của như này, thì những ngôi nhà mà chúng ta ở cái phần góc phía bên mà chúng ta mở cửa ra nhìn thấy cái góc cong đó, hoặc là phía bên này cũng tương tự như vậy, thì chúng ta sẽ dễ gặp phải đó là cái yếu tố sát trực khí nó sẽ cắt vào. Và đối với cái việc một ngôi nhà mà gặp phải cái yếu tố về liêm đao sát như vậy ạ, thì cái tính dương khí trong ngôi nhà nó quá lớn, do rằng là luôn trong cái trạng thái đó là trực khí, luôn trong trạng thái bị sát khí nó chém vào trong ngôi nhà như vậy, thì tính dương khí trong ngôi nhà nó quá lớn, nó khiến cho các thành viên ở trong nhà tính tình dễ nổi nóng, dễ bất hòa với nhau, hoặc thậm chí là gây xích mích, dễ dàng dẫn đến cái việc xích mích, rồi là có thể là gây đánh lộn, hoặc là các thành viên trong ngôi nhà đó dễ gặp phải những cái thương tật do mất máu. Do vậy rằng là nếu như một cái ngôi nhà mà chúng ta lựa chọn cái nơi cư ngụ mà nếu như vô tình gặp phải cái hình thế sát liêm đao sát như vậy ấy, thì tuyệt đối chúng ta không nên lựa chọn. Đặc biệt là nếu như chúng ta lựa chọn cái vị trí đó là cái vị trí kinh doanh thì càng không nên, bởi vì chắc chắn mở cửa kinh doanh tại cái vị trí mà gặp phải cái hình thế sát là liêm đao sát như vậy ấy, thì cái công việc làm ăn kinh doanh nó sẽ không bao giờ gặp được cái sự phát triển, bởi vì yếu tố phong thủy nó không hề vượng. Đó. Do đó rằng là chúng ta tuyệt đối rằng là trong cái quá trình chúng ta lựa chọn như vậy ấy, thì nó sẽ cần phải lưu tâm rất nhiều đến yếu tố về ngoại cảnh bên ngoài, không chỉ là cái việc bố trí bên trong, mà cái việc mà bố trí chúng ta lựa chọn cái cách cục ở phía bên ngoài ấy, làm sao là cái yếu tố phong thủy nó hài hòa và tránh phải những cái thế sát, thì đó là một trong những cái ưu tiên quan trọng. Chúng ta su cát và chúng ta kỵ hung, tức là chúng ta đón những cái yếu tố cát khí và chúng ta kỵ những cái yếu tố hung họa, thì đó là một trong những cách ứng dụng phong thủy một cách chính phái. Còn lại nếu như chúng ta cố gắng mà
lựa chọn một cái nơi mà nó không có được hài hòa về cái yếu tố về phong thủy ấy, thì nó sẽ dễ gặp phải những cái bất lợi trong cuộc sống. Và hình thái liêm đao sát là một trong những cái hình thế sát mà chúng ta tuyệt đối cần phải tránh, do cái yếu tố về đường cong mà cái khí nó cắt giống như một cái vẹt đao nó chém vậy. Thì đây là một trong những cái thế sát vô cùng nguy hiểm mà các cô chú anh chị cần phải chú ý. Và nếu như thấy video này ý nghĩa thì chúng ta hãy có thể chia sẻ đối với những người xung quanh, đặc biệt là những ai mà có cái mong muốn lựa chọn một cái vị trí địa lý mà để chúng ta chuẩn bị mở gần kinh doanh, hoặc là nghe đâu là chúng ta sẽ lựa chọn cái khu vực ngã ba ngã tư để mở gần kinh doanh, thì hãy chia sẻ cho họ cái video này để họ có thể lưu tâm chú ý trong cái quá trình lựa chọn cái vị trí mở cửa hàng của họ. Và đặc biệt là hãy bấm nút đăng ký kênh cũng như bấm nút chuông để đón nhận những video mới nhất, và cũng cùng Phong Thủy Tâm Nguyên ứng dụng phong thủy vào trong cuộc sống để giúp cho cuộc sống chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Đức Trung xin cảm ơn cũng như hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.